Người nhá, hôm nay thay vì bán hàng thì em sẽ chia sẻ mọi người một số cách thức trồng lan rất là đơn giản và hiệu quả. Ví dụ như các dòng lan như là hồ điệp hay là vũ nữ hay là phi điệp nhá. Hồ điệp này, đây là cây hồ điệp mà đã từng ra hoa rồi, đã từng ra hoa và khi nào mình chơi gần xong mình có thể cắt đi và mình trồng lại nó nhá. Trước hết là cái dụng cụ để trồng ấy, thì mọi người chuẩn bị những cái dụng cụ rất đơn giản như là kéo, chậu hoặc là những cái vật dụng mà mình có thể tận dụng ở trong nhà của mình ấy, như là chai lọ các thứ này. Đấy, để làm sao mình trồng cho nó đơn giản và hiệu quả nhất. Thì đầu tiên em sẽ xử lý cái cây mà khi mà mình chơi hoa xong nhá, xử lý cái cây. Thì em sẽ cắt bỏ rễ ra đi, em sẽ tháo cái bầu ra và cắt bỏ rễ. Trước hết là em sẽ sát sát trùng cái cây kéo nhá, sát trùng cái cây kéo mà mình sử dụng. Đấy, để mục đích là nó để sát khuẩn cho cái cây kéo này. Khi mà mình cắt cây thì nó sẽ không bị tổn thương cây. Mình hơ qua lửa. Đấy. Hơ qua lửa để sát trùng cái cây kéo nhá. Trước tiên thì em sẽ hướng dẫn mọi người trồng hồ điệp. Đây, cây hồ điệp của em chơi hoa xong rồi nó gần tàn rồi này. Thì em sẽ cắt bỏ cái ngồng trước đi này. Cắt bỏ cái ngồng. Đó. Để cho nó không phải nuôi hoa thì cây nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Rồi bóc cái bầu cây ra nhá. Cái bầu mình tháo ra rất đơn giản. Rồi mình bóc bỏ cái rêu bên ngoài của nó này. Cái rêu này thì mọi người tháo ra ấy, thì mọi người có thể phơi khô hoặc là luộc nó qua đi để cho nó sát khuẩn cái rêu này. Sau đó mình lại tiếp tục sử dụng được. Đó. Mình bóc bỏ cái rêu ra nhá. Bóc bỏ rêu ra này. Thì ở cây hồ điệp này nó sẽ có những cái nhúm rễ già ở dưới, những cái rễ này nó không còn có tác dụng nữa thì mình sẽ cắt bỏ đi, cắt bỏ những cái rễ dài đi để cho cái cây nó hồi phục lên cái rễ mới. Đấy nha, cắt sâu vào bên trong của nó này, ở dưới đít cây những cái rễ già, còn những cái rễ mà mầm non nó mới đâm ra này thì mình để nguyên nhá, còn những cái rễ này là rễ quá già rồi không có tác dụng nữa rồi cắt bỏ thoải mái ấy. Đó. Và bây giờ cái cây này thì có một số cái cách trồng. Đó, như bên em trồng này. Mình có thể bó lên một cái bảng bảng gỗ như này. Mình có thể bó lên một cái bảng gỗ hoặc là mình có thể trồng thủy canh. Tùy bác nào mà có không gian phù hợp hoặc là có hệ thống vườn tưới như thế nào ấy, thì mình sẽ tùy vào để mình chọn một cái cách trồng riêng nhá. Đó, khi mà mọi người trồng bằng vào cái bảng gỗ này, treo này mà có hệ thống tưới tự động thì rất là tốt. Đây, treo ngược lên như này để xuôi lá xuống. Đấy, mọi người nhìn cái cây mà bó vào, đây em mới bó vào khoảng được một tuần mà cái rễ của nó đã bắt đầu đâm ra rồi này. À, bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người bó vào bảng gỗ nha. Đây, em sẽ tháo cái cây này ra để em bắt đầu làm lại cho mọi người. Cái bảng gỗ này thì mọi người có thể lấy bất kỳ cái cây gỗ nào. Đấy, khử trùng nó đi. Rồi móc que sắt vào treo lên, dùng cái khoan đục lỗ đi, móc que sắt vào treo lên ra thành một cái bảng gỗ để mình làm giá thể trồng lan nhé. Đây, như cái cây này, đây cái cây mà em bó vào này. Bây giờ em thay vào em bó cho cái cây này nhé. Cây mà xong sau khi mọi người đã cắt rễ này, mình có thể ngâm qua cái dung dịch sát trùng gì đi thì cũng được, hoặc là không thì cũng chả sao cả. Bây giờ em sẽ ghép vào nhá. Mình sẽ để cây nó xuôi theo cái chiều lá nhá, để cây xuôi theo cái chiều lá xuống. Đây, để cây như thế này nhá. Rồi mình phủ một ít rêu lên. Rêu này là rêu mà khi mà mọi người vừa nãy tháo rêu ra mà đã phơi khô và rửa sạch nó rồi ấy, sát trùng nó rồi ấy. Thì mọi người để vào đây mục đích là để giữ ẩm cho cái cây. Giữ ẩm cho cái cây để nó dễ ra cái rễ mới nhá. Đó, và sau đó mình dùng một cái dây để buộc vào. Dùng dây gì cũng được nhưng mà hạn chế là dùng cái những cái dây sắt, tại vì nó rỉ nó sẽ hại cho rễ cây. Mình dùng một cái dây đơn giản gì đấy, như em dùng cái dây dứa ấy nhá. Mình buộc vào rất đơn giản thôi, buộc vào mục đích để cố định cái cây thôi. Cố định cây. Rất đơn giản, mình chỉ cần buộc thế này thôi xong rồi mình sẽ treo lên. Đó, là khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần nó sẽ ra rễ mới. Đó, sau khi buộc xong này, cây như này mọi người chỉ cần treo vào cái chỗ nào mà hồ điệp này mình treo cái chỗ nào nó có ánh sáng là được. Có ánh sáng, tránh cái nắng gắt đi cho em là được. Và cái cây này phù hợp để mình nhà bác nào mà có hệ thống tưới tự động ấy. Đó, tại vì cái giá thể nó không giữ được nước nhiều, cho nên là tưới tự động thì mình có thể tưới liên tục được cho nó. Đấy là cách thứ nhất là trồng cây bó vào bảng gỗ. Thì bó vào bảng gỗ hay là mình bó vào một cái cây nào mà cây sống ấy, cây ở vườn nhà mình ấy cũng được. Đó. Bó vào cành cây hoặc thân cây nào đấy cũng được. Nó cũng tương tự như bó vào cái bảng gỗ như thế này nhá. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người cách thứ hai
là một cách để phù hợp với bác nào mà không có vườn mà không phải chăm sóc nhiều. Cách thứ hai em trồng, em sẽ hướng dẫn mọi người trồng thủy canh nhá, để cho mọi người không phải chăm sóc nhiều. Trước hết thì em giới thiệu mọi người một cái cây em trồng thủy canh này. Đấy, trồng thủy canh có nghĩa là không cần dùng giá thể mà mình chỉ cho cái rễ nó tiếp xúc với nước ấy. Đây, như cái cây em trồng thủy canh này, ra hoa rất là tốt, ra rất là nhiều nụ hoa. Đây, coi cây trồng thủy canh. Đấy, cây trồng thủy canh rất là tốt. Em dùng một cái dung dịch trồng thủy canh như thế này. Đây, dung dịch trồng thủy canh của nhà em nhé. Đấy, trồng thủy canh rất là tốt, dễ phát triển đẹp và nụ hoa phát triển rất là nhiều này, rất là sai hoa. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng thủy canh. Đây, em bỏ vào đây nhá. Trồng thủy canh thì trước hết là mình chuẩn bị một cái chậu hoặc là một cái cốc hoặc là một cái ống gì đấy. Nói chung là mình tận dụng những cái đồ mà mình có ở trong nhà thôi. Đấy, để mình trồng thủy canh nhá. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người một cách trồng thủy canh mới. Đây, em sẽ dùng một cái cây hồ điệp mà cũng từng được cho hoa rồi và bây giờ mình trồng lại nhá. Mình không cắt bỏ rễ đâu đi. Cắt bỏ rễ đi, mục đích trồng thủy canh này là để mình không phải tưới nó nhiều. Đó, mình chỉ cần một tuần mình thay nước nó một lần thôi. Thì cách em trồng ấy là mình sẽ buộc cái cây hồ điệp này vào một cái que. Buộc cái cây hồ điệp vào một cái que nhá. Xong mình sẽ để xuống một cái ống nước, rất là đơn giản thôi. Trồng này, trồng thủy canh thì cây nó đỡ bị thối hơn mà nó sẽ phát triển cái rễ rất khỏe đẹp. Nhìn cái bộ rễ cũng rất là đẹp. Thì cái này thì mình không cần thêm bất cứ cái giá thể gì vào cho nó nhá. Mình chỉ cần một cái que sắt hoặc là que gỗ hoặc là que tre gì đấy. Mọi người buộc nó vào. Đây, em sẽ dùng một cái dây để buộc nó vào nhá. Một đoạn dây ngắn thôi. Buộc cái cây vào cái que. Sau đó mình sẽ cắm vào một cái bình nước. Bình nước thì mọi người có thể trang trí làm sao cho đẹp cũng được. Đấy, mục đích mà mình buộc cái que này vào ấy để mình thay nước cho dễ. Khi nào mọi người thay nước ấy thì trồng thủy canh này khoảng 2 đến 3 tuần mình phải thay nước một lần. Hoặc là bác nào mà rảnh rỗi thì một tuần thay nước một lần cũng được. Đấy, thay nước để cho cái nước nó sạch ấy, nó không có vi khuẩn. Rất cực kỳ đơn giản. Sau đó ví dụ như cái chậu này là cái chậu để em dùng thủy canh nhá, thì mình để một cái mực nước phù hợp làm sao mà cho nó chớm tới cái rễ cây nhá. Sau đó mình đặt cây vào. Đó, đặt cây vào như này. Ví dụ ở trong này có nước, ở đây em không để nước, nhưng mà ví dụ trong này có nước là mình đặt cây vào như này. Cái rễ nó chạm tới cái nguồn nước là được. Mình có thể trang trí thêm sỏi đá ở dưới để nhìn cho cái rễ nó sinh động, để nhìn cho cái chậu nó sinh động ấy. Đấy là cách trồng thủy canh nhá. Đó, mình có thể để đó, buộc vào que xong rồi dựa vào cái cốc như thế này. Để nước nhớ là chỉ chớm tới vừa tới chạm rễ thôi. Sau đó mình dùng một số cái loại dung dịch để trồng thủy canh. Mình bơm khoảng 2-3 giọt tùy theo cái liều lượng nhá. Cái lọ này của em là 10 giọt và cả 1 lít nước. Đấy, khi mà mọi người dùng 1 lít nước thì dùng 10 giọt này nhá. Nó sẽ thành dung dịch trồng thủy canh và mình trồng khoảng 7 ngày cho đến 10 ngày mình sẽ thay nước một lần. Khi mà thay nước mình chỉ cần rút cái cây này ra thôi. Đấy, mục đích của cái que này là gì thế? Chỉ cần rút ra thôi và thay cái nước khác nhá. Thay nước khác là trồng được. Đấy, trồng thủy canh rất đơn giản như thế. Hoặc là mọi người có một cách trồng thủy canh khác nữa ấy, là dùng một cái cắt một cái chai ra như này nhá. Cắt một cái chai ra như này. Đó, sau đó cũng để nước vào cái lọ và xong mình đặt vào nhá. Đặt vào. Sau đó mình đặt cái cây vào. Đấy, sau đó mình đặt cái cây vào. Làm sao cho cái rễ của cây ấy cũng vừa chớm lên mặt nước nhá. Mục đích của cái này là khi nào mình thay rễ thay nước thì mình cũng săn rút cái này ra thôi. Đó. Cái này nó có tác dụng với que vừa rồi nhá. Nó có tác dụng với que vừa rồi. Đặt vào. Rồi khi nào muốn thay nước thì mình chỉ có bỏ ra thôi. Thế là xong. Đấy là cách trồng hồ điệp thủy canh và ghép vào gỗ nhá. Rất là dễ thôi mà trồng thủy canh thì nó cây nó phát triển bình thường và ra hoa rất đẹp, thậm chí nó còn ra hoa đẹp hơn là cây trồng ở trong giá thể. Thủy canh thì mọi người, những bác mà không có vườn ấy thì có thể để ở nhiều không gian. Như ở là hiên nhà này, hoặc là ở thềm nhà này, hoặc là ven cửa sổ các thứ ấy, rất là đẹp, phù hợp với những bác mà ở chung cư ấy, ít không gian, ít diện tích để mình có thể trồng cây ấy, thì mình có để hiên nhà rất là đẹp. Đây, để chỗ nào cũng được, miễn là mình tránh nắng ra cho nó, tránh nắng gắt ra cho nó. Đó, một cái hiên mình có thể bày được vài chục cây thủy canh thoải mái, mà mỗi lần mà thay nước cho nó cũng rất là dễ. Mình nhấc cái cây ra rồi mình đổ bỏ nước đi cho nước mới vào là ok. Đấy, thế nên là mình phải que vào này. Đấy, cây này thì em không cần dùng que tại vì cái cây này thì nó có rất là vừa với cái chậu. Nhưng mà khi mình tận dụng những cái chậu ở nhà thì có thể những cái chậu nó to, những cái chậu nó bé thì để
để mà chậu nào cũng dùng được ấy, thì mình nên buộc vào cái que nhá. Đấy, khi cái que nó giữ cái cây ấy, thì không cần phải cây nó vừa với chậu, chậu nào cũng được, rất là đẹp và tiện lợi. Hoặc là bác nào mà có vườn ấy, thì đa số bây giờ mọi người ấy, là trồng cây theo một cách truyền thống, là trồng vào chậu rồi treo lên. Đây, như em có cái cây này là hoa, hoa của nó nở từ Tết này. Hoa này bây giờ nó xấu lắm rồi, tại vì nó nở từ Tết đến giờ nó hơi xấu rồi. Đấy, cho nên là người ta sẽ trồng vào chậu, chậu gỗ, chậu nhựa hoặc là chậu gỗ. Đó, sau đó mình treo lên, treo bằng cái móc thép lên nhá. Thì cái này bác nào có vườn thì nên trồng như thế này, nên trồng như thế này, tưới tự động, tưới tay đều được. Đấy, tưới tay thì mình trồng bằng cái rêu này nó giữ ẩm tốt, thì khoảng một tuần thì mình tưới một lần. Còn bác nào mà trồng bằng vỏ thông hoặc là than củi ấy, thì nó giữ ẩm không tốt lắm ấy, thì khoảng 2-3 ngày mình tưới một lần thôi. Trồng cái này thì rất là dễ thôi. Đây em trồng luôn thử một cây cho mọi người xem nhá. Như em có cái chậu đen phim 12 này, em sẽ trồng thử luôn cho mọi người xem. Ví dụ với một cái cây mà em đã xử lý dễ, xử lý hết dễ rồi nhá, xử lý hết mọi thứ rồi. Đây hay là em trồng một cái cây, ví dụ một cái cây mà mọi người mua cây giống về đi, trồng trồng lại đi, mà trồng vào chậu phim 12 em sẽ trồng thử luôn cho mọi người. Đây, cây này thì rêu nó vẫn còn rất là tốt, thế nên em sẽ không phải bóc ra em thay lại. Cây này là cây giống nhà em nhưng mà nó đang nở hoa đại rất là to đẹp. Em trồng thử luôn cho mọi người vào cái chậu đen này nhá. Đây, chậu đen chậu phim 12. Mình trồng vào xong mình treo lên để cho nó ổn định cái cây, rất là đẹp. Đây, cái cây này nhà em thì em sắp cắt bỏ hoa này, tại vì là cây con nên mà nuôi hai cái bông hoa to vật to vã này nó không lớn được mất. Em để cho vui, cho nở hoa cho vui thôi, xong rồi em sắp cắt bỏ hoa. Đấy. Trồng truyền thống này thì rất đơn giản. Mình chỉ là trồng vào chậu thôi. Mình ấy làm sao cho lượng giá thể vừa đủ thì mình trồng vào chậu. Bác nào không thích trồng bằng rêu thì trồng bằng vỏ thông hay là bất cứ cái gì cũng được. Đó. Trồng vào xong mình đeo lên. Trồng vào chậu to này xong rồi mình đeo lên mình dùng cái gì đeo cũng được. Đấy, cứ lấy móc thép mà đeo lên ạ. Đó là hồ điệp nhá. Hồ điệp hay là vũ nữ hay là đen rô nó cũng tương tự như thế. Đấy, vũ nữ đen rô thì mình cũng đều có thể. Vũ nữ thì mình cũng có thể trồng vào chậu được. Và mình cũng có thể trồng thủy canh được. Hoặc là ghép vào gỗ nó cũng tương tự như là hồ điệp. Vũ nữ thậm chí nó còn dễ hơn. Như vũ nữ này em mà là em trồng ở sẵn trong cái bầu dừa này. Đấy, mọi người về sẵn như thế này buộc vào. Buộc vào gỗ nhá. Đó. Như cái cách này trồng hồ điệp này nó còn dễ hơn. Đấy, cứ như thế này mình buộc vũ nữ vào thôi. Buộc vào rất là dễ. Chả phải làm gì cả. Còn thủy canh thì cũng như thế. Để nguyên cả bóc bỏ cái này đi, trồng thủy canh để vào nước. Như bình thường là sao cho dễ chạm mặt nước. Mà bác nào mà không đi mua được những cái chậu mà nó hoa mỹ, nó đẹp ấy, thì mình có thể dùng những cái vật dụng rất đơn giản. Như cái này, như cái âu nước này em này. Hoặc là mình có thể cắt cái vỏ chai coca ra ấy. Đấy, vỏ chai coca. Cắt ra để mình trồng thủy canh, mình tận dụng những cái vật dụng này ấy, vừa bảo vệ môi trường mà lại tiết kiệm được nhiều thứ. Và những cái ống mà mình bỏ đi ấy. Và hôm nay em hướng dẫn mọi người thế thôi nhá. Hướng dẫn mọi người trồng hồ điệp với cả vũ nữ đơn giản thôi. Hôm sau em sẽ hướng dẫn mọi người trồng phi điệp nhá. Hôm sau em sẽ hướng dẫn mọi người trồng phi điệp cái mô. Đấy, bây giờ em cũng bắt đầu trồng phi điệp cái mô, em sẽ để video hôm sau nhá. Đây, phi điệp cái mô. Bây giờ em xin chào mọi người nhá.